Trưa ngày 9 tháng 6, trên đèo Bảo Lộc, Quốc lộ 20, địa phận huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương nặng, danh tính nạn nhân đang được làm rõ. Khoảng 11 giờ, xe khách loại 16 chỗ biển số của hãng xe Thịnh Thái đang chạy từ hướng thành phố Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt, lấn làn tông vào hai xe máy đang đi chiều ngược lại. Cú va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hai Lâm Đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng đã có mặt để phân luồng, đồng thời phối hợp công an huyện Đạo Hoai điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 12 giờ cùng ngày, tuyến đèo Bảo Lộc vẫn đang trong tình trạng ùn ứ xe. Đèo Bảo Lộc là điểm đen tai nạn giao thông. Đây là tuyến đèo chỉ có hơn một làn đường một chiều, không có làn riêng cho xe máy. Do đó rất nhiều trường hợp xe tải, xe khách lấn đường gây nguy hiểm cho người đi xe máy. Sáng ngày 8 tháng 6, một cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang đưa những thi thể mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại quốc lộ một đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nhân chứng cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày, chiếc xe tải chở lợn trong quá trình rẽ vào cửa hàng xăng dầu thì va chạm với xe cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe tải chở lợn bị hất sang làn bên cạnh và tiếp tục va chạm với xe tải chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến ba người trên xe tải chở lợn chết tại chỗ, hai thi thể mắc kẹt trong cabin. Cả ba nạn nhân được xác định trú tại xã Cầm Hà, huyện Cẩm Xuyên. Tại hiện trường, ba chiếc xe tải hư hỏng nặng. Riêng xe tải chở lợn nằm bẹp rúm, cabin tách rời khỏi thân xe. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 12 giờ ngày 8 tháng 6 trên đường xuyên đảo Cát Bà, đoạn qua địa phận xã Gia Luận, Cát Hải, Hải Phòng. Thời điểm trên, hai xe khách đang chạy người chiều thì tông trực diện vào nhau, khiến phần đầu hai xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến một người chết, nhiều người bị thương. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Cát Hải kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, nhà chức trách thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An báo cáo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đèn tín hiệu giao thông ngã tư Bình Nhật thuộc ấp 1 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, làm hai người chết, nhiều người bị thương. Theo báo cáo, tài xế khai nhận do xe mất lái không thể điều khiển đã đâm vào hàng loạt xe máy đang di chuyển chậm khi đèn xanh bắt đầu. Qua test nhanh, tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 6, xe chở công nhân lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Tân An. Khi đến ngã tư Bình Nhật, xã Thành Đức, huyện Bến Lức, thì xe tông vào hàng loạt xe máy, lao vào lề đường bên phải rồi dừng lại. Tại hiện trường, 8 xe máy bị đâm hư hỏng nặng, một người đàn ông tử vong tại chỗ và ít nhất 3 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là NDK, 21 tuổi, quê Tiền Giang. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa người bị thương vào bệnh viện. Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng có mặt tại hiện trường để điều tiết dòng xe cộ. Một người dân tại hiện trường cho biết tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên có rất đông người và phương tiện lưu thông. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực cầu Bến Lức tê liệt, ùn ứ kéo dài nhiều km. Sáng ngày 7 tháng 6, thêm một nạn nhân không qua khỏi là NDK, sinh năm 1990, ngũ ấp 2 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô chở công nhân và 8 xe máy tại ngã Tư Bình Nhật, huyện Bến Lức, Long An xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 6, thông tin mới là thêm một nạn nhân tử vong. Theo báo cáo mới nhất của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An, nạn nhân thứ hai tử vong là anh NDK, 34 tuổi, thường trú huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh ca bị thương trong vụ tai nạn và được đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Ngoài nạn nhân trên, trước đó một người đã tử vong ngay sau vụ va chạm là anh NDK, 21 tuổi, thường trú ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo phòng cảnh sát giao thông, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 50 phút chiều ngày 6 tháng 6. Thời điểm trên, ô tô chở công nhân loại 28 chỗ ngồi, biển kiểm sát 63B 00063 do tài xế Trần Kim Thức, 64 tuổi, điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Khi đến km 1935 cộng quốc lộ 1 thuộc ấp 1 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngã tư Bình Nhật thì va chạm với 8 xe máy đang dừng phía trước công chiều, làm nhiều người ngã và văng xuống đường. Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D có giá trị đến ngày 16 tháng 6 năm 2025 xe ô tô 28 chỗ, biển kiểm sát 63B00063 có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Qua xác định ban đầu, tài xế khai là do mất phanh dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện Bến Lức tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 6, ông Ngô Khắc Thinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long, thành phố Nha Trang Khánh Hòa cho biết, các cơ quan chức năng đang xác minh xử lý vụ việc một người đàn ông ngoại quốc có nhiều hành vi bất thường gây trở ngại giao thông đường phố. Theo clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại, hình ảnh người đàn ông ngoại quốc cởi trần, mặc quần đùi nhảy lên nóc xe ô tô du lịch đang vận hành trên đường Nguyễn Tất Thành qua địa phận phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Những hình ảnh trên clip cho thấy người đàn ông này lớn tiếng la hét, múa may, rồi rượt đuổi người đi đường, chặn đầu xe ô tô để leo lên nắp máy xe để nằm và ngồi. Vụ việc xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 2 tháng 6 và kéo dài hàng chục phút, khiến cho giao thông trở ngại. Hai xe ô tô du lịch của người dân bị móc nắp máy phía trước cabin do hành vi của người này gây ra. Nhưng chủ xe không yêu cầu bồi thường. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Phước Long khẩn trương đến hiện trường, khống chế người đàn ông đưa về trụ sở và đang phối hợp với công an thành phố Nha Trang tiến hành xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Chưa có thông tin từ cơ quan chức năng về việc tại thời điểm quậy phá, người đàn ông nêu trên có mắc bệnh tâm thần hoặc là sử dụng chất kích thích hay không. Mạng xã hội tối ngày 2 tháng 6 chia sẻ hình ảnh kèm thông tin bàn tán về việc phát hiện một cánh tay nổi trên mặt nước ở khu công nghiệp quốc động Thường Tín, Hà Nội, gây xôn xao dư luận. Những thông tin bàn tán ban đầu cho rằng có thể là án mạng vì không thấy thi thể nạn nhân, chỉ thấy một phần cánh tay trên mặt nước. Thông tin nêu trên đã khiến nhiều người tò mò, hiếu kỳ, kéo đến nơi xảy ra vụ việc. Theo tìm hiểu, vào khoảng 20 giờ ngày mùng 2 tháng 6, khi người dân phát hiện thấy cánh tay trồi lên trên mương nước tại khu công nghiệp quất động, xã Nguyễn Trãi đã lập tức báo cơ quan chức năng. Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận, sau đó phát hiện đây là một thi thể nam giới và đưa lên bờ. Sáng ngày 3 tháng 6, ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Trãi xác nhận nội dung nêu trên và cho biết nạn nhân là người địa phương. Về nguyên nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Trãi thông tin ban đầu cơ quan chức năng xác định ông NVT sinh năm 1972 ở thôn xóm Bến có làm thuê ở trong khu công nghiệp quất động vào buổi sáng. Đến trưa cùng ngày, người này về và có thể trèo lên hái xấu không may ngã xuống mương nước dẫn đến tử vong. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Trãi, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình tiến hành mai táng